Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 9 tháng 10, nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét trên các sông suối. Hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Trước đó, từ đêm hôm kia tới sáng qua, tại Lào Cai cũng đã có mưa lớn, lượng mưa đo được trên 400mm trong 9 giờ. Đây là lượng mưa lớn nhất đo được trong tháng 10 tại Lào Cai trong khoảng 60 năm trở lại đây.